Nữ Vương Niu giúp trẻ em tránh xa các bệnh viêm nhiễm phụ khoa dài dẳng. Xin được trân trọng kính chào quý vị khán giả của chương trình Sống Vui. Ngày hôm nay thì chương trình xin được dành thời gian để đề cập đến một chủ đề mà chắc chắn là chị em phụ nữ rất quan tâm. Có thể nói là nhiều chị em trong chúng ta bị viêm nhiễm phụ khoa, viêm lộ tuyến cổ tử cung và rơi vào tình trạng là không chỉ một lần mà bị rất nhiều lần. Có những người đã phải điều trị đi điều trị lại, tái đi tái lại. Có những người thậm chí là phải mức độ cao hơn, tức là đốt lộ tuyến. Tuy nhiên, bệnh vẫn không dứt hẳn và gần như là làm cho họ bị ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống, tới sự tự tin trong sinh hoạt hàng ngày. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể dứt điểm được điều này? Mời quý vị cùng theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia về phụ sản, chuyên gia Lưu Thị Hồng. Dạ vâng, xin chào các quý vị khán giả, xin chào Thảo Vân. Có thể thấy là theo con số thống kê thì gần như là 90% chị em phụ nữ của chúng ta là bị viêm nhiễm phụ khoa. Trong đó thì cái tỷ lệ mà tái phát ý, rất là cao. Vâng, vậy thì chuyên gia có thể cho biết là tại sao chị em lại hay bị mắc những bệnh về phụ khoa như vậy? Nguyên nhân nào gây nên và lý do nào để mà mọi người cứ bị tái đi tái lại như vậy ạ? Trong cuộc đời thì đã là phụ nữ thì ai cũng đã một lần bị viêm phụ khoa. Lý do tại sao người phụ nữ hay bị là bởi vì rằng là cái chỗ vùng kín của chị em phụ nữ thì nó lại rất là gần với cả chỗ đi vệ sinh, bao gồm chỗ đi tiểu tiện cũng như là đi đại tiện. Thế cho nên là trong cái việc mà khi nó ở gần kề cận như vậy thì cái vấn đề vệ sinh là cái vấn đề quan trọng nhất đối với chị em phụ nữ. Và cái cách vệ sinh của chị em chúng ta cũng rất quan trọng. Bởi nếu chúng ta không vệ sinh đúng cách thì tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường, cho vi khuẩn lan vào âm đạo. Và trong khi đó cái âm đạo của người phụ nữ với cái sự thay đổi môi trường âm đạo không phù hợp với cái việc nó thường thường nó phải cân bằng hằng định ở cái vị khoảng độ 4,2 đến 5, thí dụ như vậy, người ta quy định như thế. Thế nhưng bây giờ cái môi trường âm đạo nó thay đổi, nó cũng lại tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn hay nấm nó lây lan lên trên cái vùng đó. Thế bên cạnh đó thì với những cái vấn đề về sử dụng nguồn nước, thậm chí có những người chị em phụ nữ ngồi ngâm ở chậu nước, bởi vì rằng là khi ngồi ngâm ở chậu nước như vậy thì vô tình mình đã hòa cái khí hư bẩn vào trong chậu nước, đồng thời hoặc là ở cái chỗ lỗ hậu môn mình có vi khuẩn nó lại hòa vào chậu nước, như vậy nó sẽ làm viêm nhiễm vào trong âm đạo. Rồi đồng thời bên cạnh đó thì ở những phụ nữ hay quan hệ khi mà mình quan hệ tình dục nữa, vấn đề vệ sinh cũng rất là quan trọng. Cho nên ở những cái người mà đôi khi chúng tôi gọi là cơ địa, tức là điều trị đi điều trị lại, điều trị rất nhiều rồi nhưng rồi cuối cùng nó cũng lại bị như vậy, là cứ bị đi bị lại, và như vậy nhiều khi làm cho người phụ nữ rất là khó chịu, ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như là sinh hoạt. Viêm nhiễm phụ khoa ở đây thì mình chia ra là viêm âm đạo. Thì khi mà viêm nhiễm phụ khoa ở đường dưới, nếu chúng ta không điều trị, đặc biệt là những trường hợp mà khi bị lậu cầu, thì nếu như chúng ta không điều trị thì dễ dẫn đến viêm phần phụ, mà có thể là viêm phần phụ cấp. Khi mà viêm nhiễm nhiều thì nó sẽ gây ra cái viêm lộ tuyến cổ cung. Và tức là cái tuyến ở trong ống cổ, bình thường nó nằm trong ống cổ tử cung, bây giờ do mất cái lớp viêm nhiễm, nó làm mất cái lớp biểu mô phủ ngoài, giống như da mình rất là bình thường này, mất thì cái tuyến nó bò hết ra ngoài. Và tùy mức độ của cái lộ tuyến cổ tử cung thì người ta cũng chia mức độ ra là độ 1, độ 2, độ 3. Và mỗi một mức độ thì cũng có những cái chỉ định điều trị khác nhau. Thưa chuyên gia, viêm âm đạo thì thường là do nguyên nhân chính là nguyên nhân nào? Viêm âm đạo thì thường ở đây nó có mấy cái vấn đề mà vừa rồi cũng trao đổi đây. Cái thứ nhất là vì do cái cách, đa phần là cái cách vệ sinh không đúng cách. Ngay kể cả các em nhỏ chưa có quan hệ tình dục, nhưng mà tôi trong quá trình rồi tất nhiên bên cạnh đó cái việc mà mình nâng cao thể trạng làm sao. Thí dụ như người phụ nữ có thai chẳng hạn, do người mẹ cũng cái miễn dịch nó không bằng lúc mà người ta đang khỏe thì nó cũng dễ có điều kiện thuận lợi là viêm nhiễm hơn. Cho nên là có những người thì bị đi bị lại, nhưng có những người thì điều trị xong là có thể khỏi. Nói đến vấn điều trị thì đúng là không đúng cách. Ở đây thì chị em phụ nữ Việt Nam mình rất hay, không phải là tất đâu ạ, một số người thôi, nhưng mà nhiều chị em phụ nữ đến với tôi nói rằng là cô cháu cứ bị đi bị lại. Nhưng hỏi thế thì sao cháu bị đi bị lại? Bởi vì là cháu cứ ngứa một tí cái cháu ra ngay bác bán thuốc, cháu bảo mua, nhưng mà ngay kể cả thậm chí không phải là tự đi ra nữa mà đến khám tôi chẳng hạn. Thế là tôi kê cho một cái đơn, vì nguyên tắc bao giờ cũng đặt phải 10 đến 12 ngày cho nó diệt hết được những cái mầm bệnh đi. Thế thì các chị bao giờ cũng thế, bởi vì ngay đến khám xong thì sau khi cho đặt thuốc được 2-3 ngày thấy đỡ. Em đỡ rồi cái là thôi luôn và vứt luôn thuốc đi, không bao giờ điều trị hết cả.
Đấy, tức là tự điều trị xong tự mách nhau ra mua cái thuốc, thậm chí là chưa biết được rằng là mình bị loại gì hay cái gì. Thế là về điều trị độ 2-3 ngày thấy đỡ lại thôi. Thế là lần sau em ngứa em lại cứ đặt 2 viên như vậy. Rõ ràng cái vấn đề một là tuân thủ điều trị cũng không đúng, rồi cách vệ sinh không đúng thì nó cũng là góp phần trong cái việc mà tái đi tái lại rất nhiều. Chúng ta lại một lần nữa trở lại viêm lộ tuyến cổ tử cung. Vâng. Đây có thể nói là như chuyên gia vừa nói, đấy là một trong những cái vấn đề mà chị em cũng phải đối mặt rất nhiều. Vậy thì viêm lộ tuyến cổ tử cung nó như thế nào và nguyên nhân nào để gây ra, và đặc biệt là đấy cũng lại tiếp tục một cái tình trạng là nhiều chị em cứ bị đi bị lại. Trước tiên thì về nguyên nhân viêm lộ tuyến cổ tử cung thì nó cũng rất nhiều nguyên nhân. Ở những người phụ nữ hay gặp, ở những người phụ nữ đã có quan hệ tình dục, đấy là mình cũng hay gặp. Hai là ở những cái người mà đẻ nhiều lần. Ba là cũng gặp ở những người mà phụ nữ cứ tái đi tái lại. Rồi bốn là có thể là những trường hợp mà khi mình can thiệp thủ thuật vào nó làm cho cổ cung cũng bị sang chấn chấn thương và tạo điều kiện cho lộ tuyến ra ngoài. Rồi người ta cũng thống kê ở những người có thể là hút thuốc lá, những người điều trị nội tiết nhiều. Tuy nhiên rằng là cái viêm âm đạo cũng như là cái lộ tuyến hay đi với nhau. Tức là lộ tuyến cổ tử cung xong anh điều trị chống viêm rồi mà anh không làm cho dứt điểm cái lộ tuyến đi theo chỉ định mà thì nó một thời gian nó lại gây ra viêm âm đạo và nó cứ thành cái vòng luẩn quẩn như vậy, và bệnh nhân là lại tăng cường tiết, lại tăng tiết dịch rồi lại gây khó chịu cho người phụ nữ. Vậy thì khi mà tất cả những bệnh liên quan đến phụ khoa đấy ạ, đến phần phụ của chị em mà không được điều trị dứt điểm, cứ để tái đi tái lại nhiều lần thì nó gây nên những hậu quả gì ạ? Dạ vâng. Trước tiên thì khi mà điều đầu tiên chúng ta thấy như Thảo Vân vừa nói đấy, đã bị đi bị lại là chị em phụ nữ rất là khó chịu rồi đúng không ạ? Nó sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt, ảnh hưởng đến cuộc sống. Rồi chưa kể là cái triệu chứng do viêm nhiễm gây ra là mình ngứa rồi gây ra mùi, xong ảnh hưởng đến cuộc sống của hai vợ chồng. Thế bên cạnh đó nếu như mà xa hơn nữa, nếu chúng ta không điều trị thì có thể là gây những cái viêm phần phụ, tức là vòi trứng, vòi tử cung bị ứ mủ, ứ dịch. Và như vậy nó sẽ gây ra ảnh hưởng đến trước mắt là người bệnh, tức là người phụ nữ đó khi bị viêm phần phụ thì sốt cao, đau bụng chẳng hạn, lại phải nhập viện. Như thế, còn nếu như trong trường hợp mà vẫn còn mong có con, cần có con mà để viêm phần phụ thì có thể là một trong những nguyên nhân coi như đấy là gây ra vô sinh. Có thể nói là nó rất nhiều những cái hậu quả nặng nề nếu như là chúng ta không điều trị dứt điểm đúng không ạ? Và thưa chuyên gia, cái nguyên nhân mà do lây nhiễm này, nguyên nhân do vệ sinh kém, thì ngoài những nguyên nhân này thì còn nguyên nhân nào để mà cái sức đề kháng của chị em, của phụ nữ giảm, và đặc biệt là cái độ cân bằng pH, hay nói đúng hơn là cái khu vực mà nhạy cảm của chị em ấy nó không bị vi khuẩn xâm lấn nữa ấy, thì do nguyên nhân nào gây ra và làm thế nào chúng ta có thể khắc phục cái tình trạng này của chị em ạ? Tức là thế này, ngoài những cái nguyên nhân đó thì cái môi trường âm đạo nó đòi hỏi một cái pH hằng định cũng rất là quan trọng. Bởi vì khi mà có cái sự thay đổi của cái pH âm đạo, nó bị thay đổi đi, nó không còn như trước nữa. Giống như là khi một người hay nhất, đặc biệt là chị em phụ nữ mà khi sử dụng kháng sinh xong thì nó diệt luôn cả cái vi khuẩn đường âm đạo. Bởi vì trong âm đạo nó có một loại vi khuẩn luôn luôn duy trì được cái cân bằng đó, nó giúp cho hỗ trợ cân bằng được cái môi trường âm đạo. Thì đấy là cái thứ nhất. Thế hoặc là chúng ta về cái cách vệ sinh của chúng ta cũng không đúng đúng không ạ? Làm cho môi trường âm đạo cũng không còn lại như trước. Thế rồi là bên cạnh đó thì cái miễn dịch thì có những chị em thì điều trị một lần có thể khỏi, nhưng có nhiều chị em cũng điều trị như thế mà nó cứ tái đi tái lại. Còn chưa kể là lại còn lộ tuyến cổ tử cung, nếu mà không điều trị thì nó cũng lại làm cho cái môi trường âm đạo không được như trước. Bởi vì khi đã lộ tuyến rồi thì luôn luôn dịch tăng tiết, mà dịch tăng tiết thì làm cho môi trường âm đạo nó cũng lại thay đổi. Và như vậy rằng là nó luẩn quẩn và nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, làm cho người phụ nữ bị đi bị lại. Thưa chuyên gia, hiện nay trên thị trường thì có những sản phẩm như là Nữ Vương Lưu, nó có chứa những thành phần như là Immunogamma, rồi Trinh Nữ Hoàng Cung, Hoàng Bá, Khổ Sâm, Diếp Cá, Ký Ninh, có thể nói là có cái tác dụng rất là tốt trong cái việc mà tăng cường sức đề kháng và tăng cường và tạo cái môi trường âm đạo tốt, cân bằng độ pH ạ. Vậy thì chuyên gia có thể giải thích là tại sao những cái thành phần này nó có tác dụng như vậy không ạ? Thì qua những cái nghiên cứu và những cái thử nghiệm lâm sàng thì những thành phần này cũng đã được chứng minh và là nó có hiệu quả tác dụng, gọi là tăng cường hỗ trợ cho người phụ nữ trong vấn đề đề kháng lại với một số những cái nhiễm khuẩn, đặc biệt là thí dụ như là trong những cái viêm nhiễm đường âm đạo hoặc là viêm nhiễm cổ tử cung mà không cần phải điều trị đốt diệt tuyến.
Ôi, của bà đây. Bà nói chuyện điện thoại với tôi là cứ nấm. Tôi tưởng bà mua nấm về ăn. Thế là tôi chạy đi chợ nhờ hàng xóm nhận hộ. Đến lúc về mở ra thì ôi dồi ôi, ngã ngửa, xấu hổ không thể chịu được. Thôi được rồi, bà thông cảm cho tôi. Tại vì là tôi bị nấm âm đạo mà bị lâu lắm rồi. Cứ uống thuốc với đặt thuốc một thời gian lại tái phát, đang sốt hết cả ruột đây này. Thế sao không bảo sớm? Ngày trước ấy tôi cũng bị y như bà. Thậm chí là tôi bị viêm lộ tuyến cổ tử cung cơ. Nhưng mà sử dụng sản phẩm thảo dược chứa hoàng bá, khổ sâm này, trinh nữ hoàng cung, dây ký ninh kết hợp với imun gamma để hỗ trợ điều trị và phòng tránh tái phát. Dùng 6 tháng là khỏi hẳn đấy. Có sản phẩm đấy cơ á? Rồi ôi, sao lại không? Sau khi khỏi rồi nhá, nhưng mà hàng ngày tôi vẫn dùng gel vệ sinh có độ pH từ 4 đến 6, có tác dụng sát khuẩn tốt như là nano bạc, tinh chất trà xanh, tinh dầu bạc hà. Có sản phẩm đấy thì đúng là cái tôi đang cần rồi, nhưng mà liệu nó có tốt như lời bà nói không? Nói từ nãy đến giờ mà không hiểu à? Nếu mà không tin tôi thì bà đi hỏi bác sĩ đi. Vâng, thưa quý vị, thưa chuyên gia, chúng ta vừa theo dõi tiểu phẩm và thấy là nhân vật nữ ấy cũng sử dụng cái sản phẩm nữ vương niu để mà tăng cường cái sự hỗ trợ trong quá trình điều trị bị bệnh. Vậy thì chuyên gia có thể phân tích rõ thêm là nên sử dụng cái sản phẩm nhìn này như thế nào để đạt hiệu quả nhất trong quá trình hỗ trợ điều trị những bệnh về như là viêm phần phụ, viêm âm đạo rồi viêm lộ tuyến cổ tử cung ạ? Ở những cái trường hợp mà khi có viêm nhiễm cổ cung trước khi đốt dệt tuyến hoặc kể cả giai đoạn 1 thôi, thì chúng tôi cũng vì là thường nó hay kết hợp với viêm âm đạo cho nên chúng tôi đều điều trị là chống viêm tại chỗ. Tuy nhiên để tăng cường được cái hiệu quả của cái việc mà chúng ta có chống viêm hay là chúng ta có đốt dệt tuyến hay không, thì cái việc mà tăng cường miễn dịch cho người phụ nữ cũng như là hỗ trợ, gọi là hỗ trợ điều trị cùng với cả những cái biện pháp mà chỉ định của các bác sĩ, thì chúng ta có thể sử dụng cái nữ vương niu. Để chúng ta có thể rằng là ở cái giai đoạn mà chúng ta chưa cần phải đốt dệt tuyến thì cũng với cái nữ vương niu nó cũng sẽ hỗ trợ cho chúng ta trong việc cân bằng môi trường âm đạo cũng như là tăng cường miễn dịch của cơ thể để chúng ta có thể hạn chế được những cái viêm nhiễm tái đi tái lại. Thế bên cạnh đó cái việc mà khi mà nếu như ở những trường hợp chị em phụ nữ cổ cung lộ tuyến mà có chỉ định đốt điện cổ tử cung đốt dệt tuyến ấy, thì chúng ta bên cạnh đó chúng ta cũng có thể sử dụng cái nữ vương niu để chúng ta có thể làm tăng cường hỗ trợ về miễn dịch cho người phụ nữ, đồng thời chúng ta cũng cân bằng được cái pH môi trường âm đạo để mà chúng ta duy trì được cái hỗ trợ được cái điều trị cho nó tốt, là nó sẽ giúp cho người phụ nữ chúng ta không có thể là bị tái đi tái lại nhiều. Thế bên cạnh đó thì để vệ sinh cái vùng kín ấy, thế ở đây thì cũng có một cái loại cũng là nữ vương gel, tức là cái dung dịch vệ sinh phụ nữ để chúng ta cũng hỗ trợ cho chúng ta vệ sinh vùng kín khi mỗi lần chúng ta đi vệ sinh hoặc là trước khi đi ngủ, để chúng ta vệ sinh cho cái vùng kín của chúng ta cũng khô thoáng, mềm mại và không ẩm ướt, để nó cũng tạo điều kiện ngăn ngừa được cái việc mà viêm nhiễm, hỗ trợ cho cái việc ngăn ngừa viêm nhiễm. Vâng, xin được cảm ơn những cái thông tin rất là hữu ích mà chuyên gia chia sẻ với chúng tôi ngày hôm nay. Nếu như chị em có bất cứ vấn đề gì cần trao đổi thêm, có thể gọi tới tổng đài 1900 1259 trong giờ hành chính hoặc số điện thoại 0896 509 509 để chúng tôi tư vấn thêm. Chị em cũng có thể viết thư tới hộp thư songkhoeacongbacsitivan.vn hoặc là truy cập các cái thông tin cần thiết tại trang web bacsitivan.vn để có thể tìm hiểu thêm về những cái thông tin mà chúng ta cần được trao đổi. Chúng tôi rất mong nhận được cái sự hồi âm của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin được trân trọng kính chào và rất mong được tiếp tục đón quý vị các bạn đến với những chương trình sau của chúng tôi. Nếu hầu như tháng nào cũng phải mua thuốc về đặt âm đạo, thuốc uống thì lời khuyên của chuyên gia dưới đây chính là chìa khóa giúp chị em tránh xa các bệnh viêm nhiễm phụ khoa dai dẳng hay tái phát. Để điều trị hiệu quả các bệnh viêm nhiễm phụ khoa dai dẳng kéo dài hoặc hay bị tái đi tái lại nhiều lần, cần áp dụng biện pháp đông tây y kết hợp bằng cách khám và điều trị chuyên khoa sản bằng thuốc tây nhằm tiêu diệt nhanh chóng các tác nhân gây viêm nhiễm. Bên cạnh đó, sử dụng sản phẩm chứa imun gamma kết hợp với các thảo dược thiên nhiên như trinh nữ hoàng cung, hoàng bá, khổ sâm, diếp cá, dây ký ninh để giúp tăng khả năng chống viêm và kiểm soát được lượng khí hư, giúp tái tạo và làm lành các tổn thương do viêm, đồng thời phải cân bằng pH âm đạo và hệ vi sinh vùng kín, tăng sức đề kháng. Đây chính là cách để triệt tiêu nguyên nhân gây viêm nhiễm phụ khoa dai dẳng kéo dài hoặc hay tái đi tái lại. Đồng thời cần vệ sinh vùng kín bằng sản phẩm cho tác dụng ngăn ngừa viêm nhiễm, nấm ngứa, có pH từ 4 đến 6. Sản phẩm chứa nano bạc, tinh chất trà xanh, tinh dầu bạc hà dạng gel là một gợi ý rất tốt. Chỉ nên vệ sinh bằng sản phẩm này mỗi ngày một lần bên ngoài, không thủ sâu vào vùng kín. Nữ vương niu giúp trẻ em tránh xa các bệnh viêm nhiễm phụ khoa dai dẳng.